Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp cực kỳ may mắn trong cái vận trình tiền bạc trong cái ngày 19 tháng 2 âm lịch năm 2023 năm quý mão. Đó là ngày ngày đinh mão. Thì để xét về vận trình về tiền bạc tài lộc của một người nào đó trong một ngày nào đó hoặc trong một tháng hoặc trong một năm thì người ta đều xét theo cái vận thiên tài và gì và vận lộc mã quý nhân. Thì quý vị đã biết ý, cái vận lộc, lộc là nó lộc bằng cái lộc trời từ trên trời rơi xuống. Đó. Còn về vận tài thì nó có chính tài về thiên tài. Đó. Và để xét về một cái cơ số may mắn trong cái chuyện tiền bạc thì người ta thường xét đến thiên tài và và lộc. À, khi mà quý vị gặp được cái vận lộc và vận thiên tài thì cái vận trình công việc nó sẽ hanh thông thuận lợi. Và khi đi ra đường thì dễ có cái cơ hội được người khác trao cho cái cơ hội để kiếm tiền. Hoặc là gì cũng có cơ may là mua hàng thì được giảm giá. Và trong những ngày này thì rất dễ có được những cái cơ hội về vấn đề tiền bạc như được sang tên hoặc được người khác cho tiền vân vân Đó, đó là những người gặp cái vận may về thiên tài. À, thì trong ngày 19 tháng 2 âm lịch nó là ngày Đinh Mão Thì đầu tiên chúng ta để xét theo cái vận về vận lọc trước lọc, đó. lọc thì ngày Mão Ngày Mão chúng ta sẽ có những người mà gì? Có thiên can ất Những người thiên can ất thì lấy lọc tại Mão đó Thứ hai là vận về tài Tài thì ngày là ngày Đinh đúng không ạ? Ngày Đinh Mão Thì Đinh ý, thì những người thiên can quý đúng không Quý, quý khắc Đinh Quý thủy khắc Đinh Hỏa Vậy nên là gì? Nó sẽ là cái vận thiên tài và chúng ta cũng phải xét trong ngũ hành của ngày đó, đinh mão là ngũ hành thuộc hỏa để chúng ta ưu tiên xét cho nó sinh cho những tuổi nào thì tuổi đinh mão ấy thì đinh mão thì ngũ hành thuộc hỏa này hỏa sẽ sinh cho gì sinh cho thổ đó. thứ hai là hỏa sẽ gì bằng hỏa đó thì hòa với hỏa thứ ba là gì thủy sẽ khắc hỏa đó vị trí là chúng ta sẽ chọn những con giáp mà có lộc có lộc và có tài nếu nó có ngũ hành thuộc thứ nhất ưu tiên đầu tiên là thuộc, thuộc thổ ưu tiên thứ hai là thuộc hỏa và ưu tiên thứ ba là là thuộc thủy đó đó là ba con giáp mà may mắn trong vận tiền bạc chúng ta bây giờ chúng ta xét về cái vận lộc trước đó. lộc thì tất cả những người có thiên can ất thì lấy lộc tại mão ất thì lấy lộc tại mão đúng không ạ những người có thiên can ất bao gồm tuổi sau một chín chín năm một chín tám năm là ất sửu một chín bảy năm là ất mão một chín sáu năm là ất tỵ một chín năm năm là ất mùi và một chín bốn năm là ất dậu và cuối cùng là một chín chín năm là ất hợi đó, đó là những con giáp mà có thiên can ất đấy, có cái 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 lộc trong cái ngày trong cái ngày 19 tháng 2 lịch ngày đinh mão đó. thì chúng ta có ngũ hành của 1985 ất mão là ngũ hành 1985 ất sửu là ngũ hành thuộc kim đó. 1975 là thuộc thủy 1965 là thuộc hỏa đó. 1995 à, 1955 ất mùi là cũng thuộc là kim đấy, 1945 thì thuộc thủy và 1995 là thuộc thuộc hỏa đó. Như vậy thứ tự ưu tiên xét về ngũ hành chúng ta xét như sau. Đầu tiên là thổ, thổ thì trong những con giáp bắt này thì không có đúng không ạ? Thứ hai là thuộc hỏa, hỏa chúng ta có gì? 1965 là ất tỵ và 19 1995 là ất hợi. Nhưng mà chúng ta biết ngày ất mão thì là được bộ tâm hợp là hợi mão mùi. Vậy nên là những người tuổi 1995 ất hợi sẽ là con giáp may mắn đầu tiên. Thứ hai là thuộc hỏa đúng không ạ? Là chúng ta sẽ có tuổi thứ hai là tuổi gì? Tuổi tỵ là ất tỵ 1965. Đó. Tiếp theo đến ngũ hành thuộc thủy Thủy đây chúng ta có gì có những người sinh năm 1975 là Ất Mão và những người sinh năm 1945 là là Ất Dậu. Đó. Thì Ất Dậu sẽ là tuổi may mắn thứ ba và gì? Ất Mão 1975 sẽ là những người may mắn thứ thứ tư. Đó. Đó về cái, là cái tài vận tài vận trong này Tiếp theo đến chúng ta xét đến cái 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 vận tài đó là về vận thiên tài. À, thiên tài là những cái 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 khoản tiền mà nó từ trên trời rơi xuống nó khó có thể giải thích được và nó đến với chúng ta một cách bất ngờ và đến một cách nhiều vô kể nhiều không thể kiểm soát được. Đó đó là cái vận thiên tài. Thì cái ngày 19 tháng 2 âm lịch ấy, là ngày Đinh Mão thì chúng ta có thiên can Đinh đúng không Thì quý gặp Đinh thì là thì là thiên tài. Vị trí là những người có thiên can Quý thì sẽ gặp cái vận thiên tài trong cái ngày 19 tháng 2 âm lịch. Và những người có thiên can Quý thì bao gồm những tuổi sau. Chúng ta có Quý Sửu là 1973, đó. Quý Mão là 1963, Quý Tỵ là 1953 đúng không Quý Mùi là 1943 hoặc là 2003. Tiếp theo là gì? Quý Dậu là 1993 và Quý Hợi là 1983. Đó. Đó là những người có thiên căn quý. Thì thiên căn quý chúng ta sẽ có ngũ hành như sau: 1973 Quý Sửu ngũ hành thuộc Mộc. 1963 Quý Mão thì ngũ hành thuộc Kim. 1953 Quý Tỵ là ngũ hành thuộc Thủy. 1943 là Quý uh, 1943 là Quý Mùi là ngũ hành thuộc Mộc. 1993 quý dậu ngũ hành thuộc kim và 1983 quý hợi ngũ hành thuộc thuộc thủy đó thì trong cái ngũ hành này ưu, tiên đầu tiên là số 1 là thổ thì không có thổ thì không có đúng không ạ tiếp theo đến hỏa hỏa thì cũng không có như vậy chúng ta chỉ có ngũ hành thủy thủy đi chúng ta sẽ có hai tuổi là 1983 là quý hợi và 19 4 1953 là là quý tị Đấy thì được quý hợi 1983 được bộ tam hợp là hợi mão mùi tam hợp. Vậy nên là gì? Cái tuổi này dễ dàng trúng số hơn cái tuổi quý tỵ. Vì nên vị trí là quý tỵ chỉ đứng số 2. Đó. Tiếp theo khi mà xét về cái 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 vận trình tài lộc của một người ấy, thì trong mỗi một cái thiên can, trong một cái địa chi, một cái địa chi bất kỳ thì nó cũng sẽ ẩn tàng những cái thiên can có thể là 1 2 3. Thì với những người tuổi mão ấy thì luôn ẩn tàng cái thiên can ất ở bên trong. Vậy chi là gì? Tân gặp ất thì là thì là thiên tài. Vậy vậy nên là những người tuổi Tân Tân sẽ có cái cơ may là gặp vận tài lộc trong cái ngày 19 tháng 2 lịch. Những người tuổi Thiên can Tân thì có những tuổi sau. Tân Sửu là 1961 đúng không ạ? Tân Mão là 1951. À, Tân Tỵ là 1941 hoặc là gì? 2001. À, Tân Mùi là 1991. Tân Dậu là 1981 và Tân Hợi là 1971. Đó chúng ta biết tân sửu là ngũ hành thuộc thuộc thổ, à, tân mão là ngũ hành thuộc mộc, tân tỵ ngũ hành thuộc kim, à, tân mùi ngũ hành thuộc thổ, à, tân dậu ngũ hành thuộc mộc và cuối cùng là tân hợi ngũ hành thuộc kim. Đó. Thì xét về cái ưu tiên về ngũ hành đầu tiên ngày đinh mão thì ngũ hành hỏa hỏa thổ là tương sinh. Vậy chi là những người mệnh thổ sẽ có cơ may đầu tiên thổ chúng ta có một là tân sửu và gì 1991 là Tân Mùi ngày này là ngày đinh mão đinh mão là ngũ hành thuộc hỏa đúng không ạ và gặp gì gặp tân mùi tân mùi ngũ hành thuộc thổ hỏa thổ là tương sinh vậy nên cái con giáp những người tuổi chỉ một tân mùi này là con giáp may mắn đầu tiên dễ dàng có cái cơ hội trúng số đời đời gặp được nhiều cái vận may về tiền bạc trong cái ngày 19 tháng 2 âm lịch đó tiếp theo tuổi thứ hai là tuổi tân sửu là ngũ hành thuộc thuộc thổ đó à, tiếp đến là chúng ta xem ngũ hành thuộc hỏa thì không có đó ngũ hành thuộc thủy thì trong những con giáp này cũng sẽ không có đó như vậy là gì? Thưa quý vị à, Như vậy trong cái ngày 19 tháng 2 năm lịch Năm 2023 năm Quý Mão Thì dựa vào vận chính tài, vận thiên tài và lộc Thì chúng ta sẽ có những con sắp may mắn sau đây à, Thứ nhất, những người đầu tiên may mắn Về cái vận tài lộc dễ trúng số đổi đời Đó là những người sinh năm 1995 Là tuổi Ất Hợi, là ngũ hành được hóa đúng không? 1995 là Ất Hợi Là con giáp may mắn đầu tiên Con giáp may mắn thứ hai ấy, thì đó chính là những người tuổi Tuổi mùi 1991 1991 là tuần mùi thì có ngũ hành thuộc ngũ hành thuộc thổ tiếp đến là con giáp may mắn thứ ba trong cái thời gian này đó chính là những người tuổi những người tuổi con giáp may mắn thứ ba đó là những người tuổi quý hợi 1983 đó đó là những người tuổi quý hợi thì đây là con ba con giáp may mắn nhất trong cái ngày mà dễ có vận may về vận trình tiền bạc dễ có cơ hội trúng số đời đời thì ngoài ra chúng ta cũng còn các tuổi như là gì tuổi 1965 là ất tỵ này 1945 là ất dậu này 1975 là ất ất mão, và gì 1953 là quý tỵ, và cuối cùng là 1961 là Tân sửu. đó. thì đây là những con giáp cũng có nhiều cái vận may về tiền bạc trong cái ngày 19 tháng 2 âm lịch và những con giáp này ấy, thì là những con giáp mà có cái vận may tiền bạc nhiều hơn hẳn những người khác. quý vị hãy cùng kiểm chứng và gì cùng comment xuống bên dưới để mọi người cùng biết là các bạn may mắn đến cỡ nào. đó. À, thưa quý vị như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp dễ gặp may mắn trong chuyện tiền bạc trong cái ngày 19 tháng 2 lịch đó là ngày là ngày đinh mão thì những kiến thức tôi chia sẻ cùng quý vị và các bạn thì đều dựa vào cái gì cái bát tự cái tứ trụ để phân ra gì cái lộc mã quý nhân cũng như là cái các thần sát cũng như là cái thiên tài và chính tài thì các bạn có thể tham khảo thêm những cái kiến thức này trong những cái tài liệu về nghiên cứu về tứ trụ bát tự để hiểu rõ hơn về cách tính này và tìm cho mình những cái thời điểm phù hợp nhất để chúng ta có được cái vận may và tài lộc từ đó quý vị sẽ biết đường mà gì phát triển khi biết được cái vận nào tài đến thì các bạn sẽ đầu tư vào nó sẽ được gì gặp nhiều cái vận may hơn những người khác à, như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những con giáp có vận may về trúng số đổi đời trong cái ngày 19 tháng hai lịch cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo xin cảm ơn.